Thưa quý vị, trải qua 2 năm cùng mình đối phó với dịch Covid-19, dù còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, người dân trên khắp thế giới vẫn náo nức đón năm mới 2023 với mong ước bình an, hạnh phúc và đủ đầy. Lễ đón năm mới 2023 đầu tiên của thế giới được tổ chức tại thành phố Auckland của New Zealand. Đây là thành phố lớn đầu tiên trên thế giới đón mừng năm mới. Đám đông tụ tập xung quanh Sky Tower, tòa nhà nổi tiếng nhất của Auckland, Tòa nhà trước đó được trang trí bằng ánh đèn lấp lánh và được trang bị pháo hoa để chào đón lễ giao thừa ở Auckland. Một phần do lễ đón năm 2022 trước đây bị hủy vì dịch COVID-19, hàng ngàn người New Zealand tụ tập quanh Sky Tower để xem lễ mừng năm mới và mang đếm ngược hàng năm. Biên giới của Australia hiện đã mở cửa trở lại với hơn một triệu người dự kiến sẽ xếp hàng tại bến cảng lấp lánh của Sydney để chiêm ngưỡng khung cảnh 100.000 quả pháo hoa thắp sáng bầu trời phía Nam. Trưa ngày 31 tháng 12, hàng trăm người háo hức vui chơi đã giành được những vị trí thuận lợi nhất để chào đón năm mới 2023 thật hoành tráng. Khoảng hơn một triệu người đã tập trung tại bến cảng thành phố Sydney. Australia, tiễn Việt năm 2022, chào đón năm mới 2023 với màn trình diễn pháo hoa lung linh sắc màu. Trước đó, Tonga, Samoa và đảo Christmas của Cộng hòa Kabati là những nơi đầu tiên trên thế giới đón năm mới. Nhật Bản và Hàn Quốc là những nước đầu tiên ở châu Á đón năm mới 2023. Hàng ngàn người dân Tokyo, Nhật Bản và Seoul, Hàn Quốc đã chào đón năm mới bằng màn pháo hoa rực rỡ. Tại Nga, tổng thống Vladimir Putin đã có bài phát biểu chúc mừng năm mới dài 9 phút, đây cũng là bài phát biểu mừng năm mới dài nhất trong hai thập niên cầm quyền của ông. Thủ đô Moscow đã hủy bỏ màn trình diễn pháo hoa truyền thống sau khi thị trưởng Sergey Sobyanin hỏi ý kiến người dân về cách thức chào đón năm mới. Tuy nhiên, chính quyền quân sự tại Myanmar Ngày 31 tháng 12 năm 2022, thông báo tạm dừng lệnh giới nghiêm trong 4 giờ để tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới tại ba thành phố lớn nhất của nước này. Theo một tài liệu được đăng trên mạng xã hội, chính quyền vùng Jakarta sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm từ nửa đêm tới 4 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2023.